đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. VFF có quyết định quan trọng về công nghệ VAR. U22 Indonesia sử dụng chiến thuật giống như U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Huấn luyện viên Vũ tiến hành đổ lỗi cho trọng tài, chỉ trích cựu chủ tịch Hà Nội FC. VFF có quyết định quan trọng về công nghệ VAR. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có nhiều quyết định quan trọng về việc đưa công nghệ VAR vào V-League. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có thông báo đáng chú ý liên quan đến dự án đầu tư thiết bị VAR cho giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo đó, VFF cho biết dự án quan trọng của bóng đá Việt Nam cần mời đơn vị tham gia tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm tra tính hiệu quả. Có hai gói thầu liên quan đến dự án này, bao gồm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thẩm tra tính hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án đầu tư thiết bị VAR cho giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Kế hoạch này là bước tiến quan trọng để đưa VAR ngày càng gần hơn với các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, trước mắt là V-League. Trong nửa năm qua, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tiến hành nhập thiết bị xe VAR và tiến hành khảo sát mặt bằng sân vận động sẽ lắp VAR và thiết kế, lắp đặt vật tư xe VAR. Ban trọng tài VFF cũng đã lựa chọn 18 trọng tài tham dự lớp đào tạo bóng đá VAR đợt 1 tại trọng tài LAP dưới sự hướng dẫn của trực tuyến giảng viên Liên đoàn bóng đá thế giới. Dự kiến, VFF sẽ phối hợp với ban trọng tài tổ chức khóa đào tạo cho các trọng tài VAR mức độ 2 vào khoảng trung tuần của tháng 4 này. Nếu như hoàn thiện nhanh nhất các yêu cầu từ FIFA, công nghệ VAR sẽ có mặt ở V-League vào mùa hè 2023. Ở Đông Nam Á, VAR đã được áp dụng ở giải bóng đá vô địch quốc gia của Thái Lan từ năm 2019 và giúp cho giải đấu số 1 xứ chùa vàng giảm thiểu những sai sót của trọng tài, hạn chế những phản ứng xấu xí từ các đội bóng, cầu thủ đối với các ông vua sân cỏ. Thái League và Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho phép các đội được đăng ký dùng VAR trên sân nhà với điều kiện phải tự bỏ tiền, chi phí là 82.000 baht một trận, tức là hơn 60 triệu đồng. Đồng thời, các đội bóng Thái Lan phải có công văn đăng ký với ban tổ chức. Trường hợp muốn đăng ký VAR ở cả 13 trận sân nhà tại Thái League 2020 thường sẽ phải chi trọn gói gần 1,1 triệu baht, tức là gần 800 triệu tiền Việt Nam. U22 Indonesia sử dụng chiến thuật giống như U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Hậu vệ của Indonesia, Kamontri Attawiguna, tiết lộ chiến thuật huấn luyện viên Indra Shifri sẽ sử dụng tại SEA Games 32. Trong bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia, trung vệ Kamontri Attawiguna của U22 Indonesia chia sẻ về giáo án huấn luyện viên Indra Shifri áp dụng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Theo đó, vị chiến lược gia 60 tuổi yêu cầu các học trò mạnh dạn cầm bóng và triển khai tấn công từ tuyến dưới. Huấn luyện viên trưởng Indra Shifri dạy chúng tôi cách thi đấu kiểm soát, tất cả sẽ phải chuyền bóng sao cho hiệu quả theo hướng dẫn của ông ấy. Quan trọng là sự dũng cảm, dám triển khai bóng từ dưới lên trên. Ban huấn luyện đang cố gắng cải thiện khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công hiệu quả nhất. Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng tôi phải cải thiện, Attawiguna nói. Lối chơi mà Indo áp dụng có nhiều nét tương đồng với triết lý huấn luyện viên Philippe áp dụng cho Việt Nam. Vì chiến lược gia người Pháp cũng đề cao kiểm soát bóng, triển khai từ phần sân nhà với sự tham gia của nhóm cầu thủ phòng ngự. Nếu như có cơ hội chạm trán tại SEA Games, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia chắc chắn sẽ rất đáng xem. Bên cạnh rèn chiến thuật, Indonesia cũng được học cách ổn định tâm lý thi đấu. Tất cả sẽ được đánh giá trong những trận giao hữu sắp tới trước khi mà SEA Games diễn ra. Bóng đá Indonesia vừa nhận tin vui khi chính thức thoát khỏi án phạt nặng từ FIFA sau sự cố liên quan đến U20 World Cup. Các đội tuyển xứ Vạn Đảo sẽ được phép tham dự giải đấu quốc tế. Để động viên tinh thần của đội U22, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và nghe Chủ tịch Erick Thohir gọi điện thông báo về kết quả cuộc đàm phán với FIFA. Tại đây, huấn luyện viên trưởng Indra Shifri chia sẻ: "Cảm ơn ông Erick đã chiến đấu hết mình vì bóng đá Indo. Chúng tôi rất biết ơn khi nhận được tin tốt này. Toàn đội vẫn có thể tham dự SEA Games. Chúng tôi sẽ mong mọi thứ có thể mang về thành công mà mọi người mong chờ." Về lực lượng, Indonesia đang tập luyện với 36 cầu thủ, 7 người chưa góp mặt với nhiều lý do. Trong đó đáng chú ý có Ronaldo Kawatek và Eklan Bagot chưa phản hồi đề nghị triệu tập từ huấn luyện viên trưởng Shifri. Đội bóng chủ quản của họ chưa đồng ý nhả quân. Hiện Ronaldo đang thi đấu cho Brumspor tại Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Eklan Bagot là người của Cheltenham Town tại Anh. Cơ hội để họ tham dự SEA Games vẫn còn bỏ ngỏ. Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Với chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng vượt qua vòng loại đầu tiên của môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024.
Chiều tối ngày 8 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Nepal trong trận đấu lượt về tại bảng C thuộc vòng loại thứ nhất Olympic Paris. Do để thua đậm với tỷ số 1-5 tại trận lượt đi, nên đội tuyển nữ Nepal chơi đầy quyết tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nepal đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Nhưng khi hàng công của đội chủ nhà chưa phát huy được hiệu quả thì hàng thủ của họ lại bộc lộ nhiều sai sót. Phút thứ 5, từ pha đá phạt góc khó chịu của Mỹ Anh, Hạ Yến tận dụng tình huống lộn xộn để giữ điểm cự ly gần giúp đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước. Có được bàn, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với tâm lý thoải mái. Chỉ 2 phút sau, từ pha tạt bóng thông minh của Thu Thảo bên phía cánh phải, Hải Yến băng vào mạnh mẽ, xử lý chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Phải nhận hai bàn thua chóng vánh nhưng Nepal vẫn giữ được tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Trong hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên trưởng Anand Thapa thi đấu tự tin, tạo ra không ít pha bóng tấn công nguy hiểm. Phút 28, Sabitra có pha đi bóng mạnh mẽ vượt qua Diễm My nhưng cú sút của cô không thể đánh bại được Khổng Thị Hằng. Chính tiền đạo có thể hình cao lớn này đã gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam ở cuối hiệp 1. Nhưng đây là quãng thời gian mà thủ môn Khổng Thị Hằng thi đấu xuất sắc với nhiều pha cản phá ấn tượng. Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục là những người chiếm ưu thế trên sân. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung không còn duy trì sự ép quá lớn lên phần sân của đối phương. Lý do là tổng tỷ số 7-1, đây là khoảng cách an toàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thể tự tin tiến hành nhiều sự thay đổi người. Pha bóng nguy hiểm nhất mà đội tuyển nữ Nepal xuất hiện ở phút 67. Dipa Sahi xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm hiểm hóc trúng cột dọc. Nhưng nỗ lực của đội chủ nhà không hiệu quả và họ đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam là đại diện của bảng C giành vé vào vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Hành đổ lỗi cho trọng tài, chỉ trích cựu chủ tịch Hà Nội FC. Huấn luyện viên Vũ Tiến Hành tỏ ra bức xúc với trọng tài khi Thành phố Hồ Chí Minh để thua Hà Nội FC trên sân nhà. Chúng tôi không hài lòng về trận thua này, đội tiếp cận trận đấu cho đến trước bàn thua đầu tiên. Bàn thua đó là do trọng tài, chúng tôi bắt việt vị nhưng thành ra tạo lợi thế cho đối phương. Trọng tài đã phá đi những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Vũ Tiến Hành công kích trọng tài ở phần họp báo sau trận. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thất bại 1-3 tại sân Thống Nhất. Hà Nội mở tỷ số do công của Lucao. Đầu hiệp 2, Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa 1-1, tuy nhiên Hà Nội ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng. Huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Hành rất bức xúc khi được hỏi về trận thua này, đồng thời hướng chỉ trích về ông Nguyễn Quốc Hội, người từng giữ chức chủ tịch Hà Nội FC và đang là phó chủ tịch hội đồng quản trị VPF. Ông Vũ Tiến Hành nói thêm: "Tôi sẽ làm thống kê khi cứ đá với Hà Nội FC là thua bởi trọng tài. Tôi đã nhiều lần phê bình VPF. Tại sao một người trước đây từng làm chủ tịch Hà Nội FC giờ lại làm trong ban điều hành VPF? Năm 2020, Sài Gòn làm khách trên sân Hà Nội FC. Rêu ven gỡ hòa thì ông Hội xuống sân chỉ trọng tài. Họ làm như vậy thì ai dám đá lại?" Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đang khó khăn về kinh tế, tôi phải chia sẻ với lãnh đạo câu lạc bộ. Tôi không lấy cầu thủ hay mà dùng cầu thủ trẻ. Đó không chỉ vì câu lạc bộ mà cả bóng đá Việt Nam. Nếu như bạn làm huấn luyện viên mới thấy bức xúc. Đội tôi hôm nay đã chơi rất hay nhưng họ làm thế thì ai dám đá lại? Ông Hội ngồi trong VPF, trừng mắt thôi là trọng tài sợ hết rồi. Huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Hành nhắc thêm về trận thua Nam Định ở vòng 1. Ông cũng đổ lỗi cho trọng tài vì đã kéo dài thời gian bù giờ. Ông dẫn đến quả 11m của Henry Dro. Về quả phạt đền gây tranh cãi trong trận đấu gặp Nam Định gặp Thanh Hóa, ông Thành hướng sự chỉ trích đến ban tổ chức. Tôi không phải huấn luyện viên Khánh Hòa nhưng cũng bức xúc thầy. Sáng nay tôi thấy thông tin ban trọng tài nói quả phạt đền là đúng. Đúng đâu mà đúng. Chúng tôi là huấn luyện viên, chúng tôi biết nghề chứ.